Không thích. Bắt được chưa? Nồi rết. Đang đi bắt cá mà đi nuôi rết. Bắt được cả rết các bác ạ. Ôi dồi ôi, một ổ rết các bác ạ. Khiếp. Nhiều không? Ui một ổ à. Kinh quá. Ui hang của nó. Ui ui ui. Khiếp. Ui đúng ổ của nó rồi. Đúng ổ của nó kìa, cái hang của nó kìa. Cái lỗ này. Đấy, em thấy bọn nó bò đấy ra về. Thế rồi, cho có 3, 4, 3, 4 con thôi. Đấy, cút tiếp đi. Kinh quá. Không có sờ tay vào đấy. Con chơi con nghe, con rất chân xanh nhỉ. Quay ra hộp nó sẽ nào. Ui giời, kinh. Nghe đi cuốc, run đi câu cá đi. Rết rú thì giờ này nữa. Ui giời, rết đen các bạn ạ. Xanh lè, cái chân xanh lè đi nhỉ.